A summoner has reconnected. Minions have spawned. So it shall be. Nó cứ tưởng là mình sẽ lên đam mà đúng không? Xong bắt đầu file nó sẽ lên giáp. Bắt đầu mình chuyển sang mình lên AB sẽ làm nó bất ngờ và thú vị. 90 đam bắt đầu cũng ngờ. Bây giờ cứ đánh W đi. Đó, đang tạo đánh. Đầu nó đang e nó khôn quá. À, nó đang e hơi khó chịu à. Đó, cho cái nội tạng mình hồi máu đi. Nó giá mẹ nó chiêu đấy hoài nha. Ai ya may quá nó đẩy lính mình đỡ. Trời ơi. An ally has been slain. Not no fear. So it shall be. Không sao, mình lấy hết chim trụ kinh lắm. Đấy. Tôi lấy hết chim trụ do 90 đam mà. Let the storm drop in my face. À, nó hết kiên đồng. À, ông kia không ganh mà ông đã đi xuống con boss rồi. Gần top nhỉ. Gần top là đẹp rồi. Đó, thằng này đang hướng lên giáp các bạn ạ. Nó đang hướng lên giáp. Nó không để ý đâu. Nó không hề để ý đâu. Nó không có để ý đâu. Mẹ thì cứ Camille mà lên đây một cái là có mạng chắc luôn á. Sao không lên nhỉ? Camille lên đi Camille. Ông lên là có mạng chắc luôn. So it shall be. An enemy has been slain. Let the storm follow in my wake. Ah.
as fate decrees. And wisdom guide me. Để đâu? Để đâu? Để đâu? Mày hả con? Má kêu tôi lên top nó đéo lên à. Đâu ai ngờ được, đâu có ngờ. Mày hả bự? Tao vả chết cụ mày. Đó, cứ lên giáp đi, đúng rồi, cứ lên giáp đi. Mày cứ lên giáp đi. Ông Cao Mỹ Lệ là ông chưa gắn được một ai luôn hả? Kêu lên top easy kill, không lên, giờ lên. Trời ơi, rồi kêu Link Free luôn. Chán không? Is that a challenge? An enemy has been slain. Your side do not know fear. So it shall be. Thì đóng băng rồi. Hành thôi. Thằng Cao Mỹ Lệ lên top dễ. Ganh dễ có mạng gấu hai cái hết về rồi làm chậm nữa. Mà nó không chịu lên. Battle is in my blood. Let the storm follow in my wake. Shut down. Oh, đi ram. Strength and wisdom guide me. Giết nổ ông ba. Rảnh quá. Tông. Tao lên kiếm súng rồi nha. Tao lên kiếm súng rồi. Nó cứ lên giáp đi. Đúng rồi, cứ lên giáp đi bạn. Giờ bắt đầu mình sẽ lên một tí hồi siêu thì nan nan so hoặc là lên móng vụ lên cái mặt nạ vực thẳm. Cái này này. Mặt nạ vực thẳm là cái này này. Đây cái này này. Đó. Lên đao tím, tím AP nhiều lắm. 4 con AP lận. 5 con đều có đao AP. Survive.
À, rừng nhà người ta 202, rừng nhà mình 01. Không có một tí tác dụng gì. Con cầm con Camille là ép người giờ đi đường á chứ bộ. Tí chết. Giỡn hoài mày. Dám nhờ cái gì kìa. Bao tiền nó. An ally has been slain. Mình nghĩ mình sẽ lấy cái mặt nào thực phẩm sớm. Rừng mình ngu quá à. Mình nói thiệt luôn á. Rừng mình ngu quá. So it shall be. As fate decrees. Rừng mình ngu quá. Battle is in my blood. An ally has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Enemy killing spree. À, lên top bao tiền thôi. Enemy double kill. Tìm quá gà này. The thunder calls. Shut down. An ally has been slain. Team này chế gì trời. Tí tiền gọi. À, kiếm được tí tiền. Your side do not know fear. Chán ghê luôn á. Cái Camille cái lên đi gánh lão tôi chết. The thunder calls. À, ông đi rừng kiểu gì vậy trời. Top gun phải nói là mát dễ luôn á. Không có gì gọi là dễ hơn. Mà nó không chịu gun. Chả ta hiểu được. Nhiều khi đéo thể hiểu được. Đi rừng không có một tí quan điểm. Ngu vãi cái lìn luôn. Không chửi sao được các bạn. Vậy không chửi sao được. Mày ra đây mày gan. Tao lát lên tao đục nó về. Shut down. Má nó ngu quá rồi. Ngu hết phần thiên hạ rồi. Ngu hết phần thiên hạ rồi. Ngu hết phần thiên hạ. As fate decrees. Chịu rồi. Is that a challenge? Không có một tí gì, biết chơi.
lên, có người lên, nó hậu báo kìa. Có người lên, nó mới hậu báo đó. Không có người lên, nó không hậu báo đâu. Đấy, biết mà. Chán quá, Yasuo cũng ngu, mà thằng này nó cũng ngu nốt. Thua đi. Tôi cầu cho game này thua. Để không muốn đánh nữa rồi. Tôi đéo muốn đánh luôn á. Quá chán nản. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Enemy double kill. Nhiệm vụ của nó là feed cho team kia xanh thôi, chứ chả làm được một cái quần què. Trời ơi, đồ lừng chưa lên là gì Thủy Ngân nè. Bố mẹ ạ à luôn. Tôi muốn búa gỗ á. Má ơi, cái gì đây? Chuyện gì xảy ra với cái rank này vậy? Vừa mới lên kim cương sắp gặp cái gì đây? Thôi nghỉ đi, thua đi. Tôi chẳng muốn đánh nữa đâu. Tôi muốn thua. Nói thẳng là tôi muốn thua, để muốn đánh nữa. End game đi. Shut down. Cái răng như liền. Chán đời. Không có một tí gì gọi là biết chơi luôn. Chán đời. Cái con Manfire dễ ganh nhất quả đất chứ. Nó không có một cái gì để cái kêu gọi là chạy gặp con gấu nó hết về. Nó xì lâu cái sao. May vô không cần e luôn. Easy có mẹ. Ganh 10 lần chết đủ 10, cần thiết băng trụ luôn, gấu tăng trụ cho. Đúng không? As fate decrees. Không có chết vẹo gì. Let none survive. Không có cùng què để tạt nó luôn rồi. Hồi máu kịp tạt nó luôn chứ. Trời ơi, mid người ta thì đi ram lên mình liên tục. Mình đã đéo được rank, mình còn phải ram ra mid. Khổ vãi. Nó tác dụng của thằng này là cái gì vậy trời? Tác dụng của thằng này là cái gì vậy? Do not know fear. Trời ơi. Cho tôi hỏi tác dụng của cái thằng đấy cái. Nó bay ra kìa. Bay ra như một thằng áo đá. Bay ra như một thằng áo đá. Trời ơi, W. Má mù mắt. Cái gì đây trời. Ông Brand. Ông Brand ban Baron đi. Ông Brand biết ban cho Baron cho nhanh không cha. Đứng ngoài đó ông chờ cái gì vậy cha? Team nó không đủ khống chế nhiều đâu, lên về bạc mới đúng. Team nó toàn slow thôi. Trời má mua cái búa gỗ xong bắt đầu mua đồ rừng.
Ta trời cái gì vậy? Mày mua thì mày mua một thứ rồi cha. Sao thấy đéo lên thủy kiếm mà lại lên búa gỗ nhỉ? Tôi không hiểu luôn đấy. Có Camille sao lại đéo mua thủy kiếm đi rồi lên đồ rừng thì có lý. Bắt được được phát lên búa gỗ. Cái loại gì đây? Muốn lên AP mẹ chơi vui thôi mà gặp cái thằng Camille này mẹ đéo một tí gì gọi là muốn chơi luôn. Mất mặt phải đấy. May boss gánh đấy. Trust your instincts. Double kill. Let the storm follow in my wake. Gắn thằng cú lìn rừng này bực mình quá. Nãy máy là nhờ team gắn. Trời, lướt không xuống. Top rồi. Ây da. Bà mẹ nó. Ông Lucian lướt theo bóp tôi luôn rồi. Ông Lucian đây. Ông Lucian lướt theo bóp tôi luôn. Mấy ông Lucian ạ. Mình ở lại mình cứu nó. Ván này con quần què này nó cứ ôm trong chậu xong kata nó lên. Yasuo thì nát, rừng thì đéo gan. Mà nói thiệt chứ một người rừng mà biết gan. Trời ơi con Manfi nó mất lát. Lên cam ngủ luôn ở trên top. Mẹ lấy luôn cái chậu top. Rồi mới đi lan khác. Đơn giản vãi nồi lên luôn bạn. Thằng này nó biết đi đường đâu. Là game nãy giờ mẹ xít. Gấu nãy giờ chắc phải mười mấy không rồi. Xong tôi ra mid. Tôi vồn đầu con kata luôn. Chắc con kata được chơi. Mà cái ta đéo được chơi luôn. Đời đéo như mơ các bạn ạ. Gì vậy? Battle is in my blood. Shut
phá rồi, không cho ăn. Rồi, phá rồi, vui rồi, hay rồi, hay rồi. Chỉ là phá thôi, phá không cho ăn. Không phá à, nó ăn mất á. Ai nhìn vô KDA của thằng này cũng bảo ui thằng này đánh được. Chơi được. Gặp tôi là tôi thất vọng vãi liền. Quá thất vọng cho một chàng trai. Giờ mình phải hư chuyển hướng lên tanh luôn này. Má thiệt. Chết đời. Đang pick gấu AP phải chuyển thành gấu tanh. Đấy đấy lại ngáo đá. Đấy. Ngáo đá lên đi. Lại ngáo đá lên. So it shall be. Battle is in my blood. Đợi tí tôi có lát đã bắt Kata xong cái gì. Mày tưởng tao không có đam hả? Thằng nhóc. Mày tưởng tao không có đam hả thằng nhóc? Chạy. Ê không chết nha. Ôi ôi. Ôi gấu. Có này là vì gấu mà win rồi chứ còn cái gì nữa. Có này là nhờ gấu chứ còn ai nữa. Gấu kinh vãi nồi. Ôi chết mẹ. Ôi ôi mày quá. Lucian. Mạnh quá ghê. À mình lên cái gì nữa ta. Mình lên độc kháng phép thôi. Để cho tôi. Để đấy cho tôi. Chỉ lên kháng phép thôi. Rồi. Ok, cầm bò đen. Mình chỉ lên kháng phép thôi chứ. Có AD nó có đạt được mình bao nhiêu đâu. Đầu tiên là lên cái thông đạo này. Rồi. Chết tâm linh.
Mình cứ me me mình bắt cái con quỷ Soraka. Nó dễ chế với mình lắm. Á à, thả đế đi lẹ kìa. As fate decrees. Đâu rồi? To war. Ôi nó đứng đâu nó bê về vậy? Yeah.